một nhóm người đang chuẩn bị vũ khí để đánh bắt một con thủy quái. Đây lại là một con cá mập có sừng. Thuyền trưởng ra lệnh anh em chuẩn bị chiến đấu. Nhìn con thủy quái đang tiến đến rất nhanh, lên nhạc nào thằng thổi kèn ơi, mọi người đã vào vị trí sẵn sàng tham chiến, khai hỏa. Hàng loạt súng pháo lã về phía con thủy quái, đạn súng chỉ làm chảy ra nó mà thôi, không ăn thua rồi thuyền trưởng ơi. Tiếp đến là hàng loạt cung thủ đã sẵn sàng. Tên được bắn như mưa, có vẻ lần này hiệu quả hơn. Các mũi tên đã găm được vào người con thủy quái. Anh tóc vàng thấy nó đang muốn chạy thoát, anh ta đu mình lên ngọn xà. Từ trên cao cắm mạnh ngọn giáo vào người thủy quái, khiến nó kéo cả con thuyền lắc lư mạnh. Anh tóc vàng bị hất văng lên cao, thằng em cầm giỏ tên cũng bị ngã xuống. Rất may anh tóc vàng đón được rồi con người lé tránh, không thì cũng đi bán muối cho con thủy quái rồi. Nào các bạn có muốn xem phần tiếp theo không, comment phía dưới nhé. Sau khi cắm được mũi giáo vào người con quái thú, nó cay cú quay lại đâm thẳng lên mặt nước, khiến cái thuyền vỡ lanh tanh bành. Có người thì ngã xuống biển. Con quái thú lấy đuôi quấn chặt cái thuyền lại, rồi dùng những xúc tu đi bắt người. Gã thuyền trưởng cũng bị tấn công điên cuồng, nhưng cũng không thể thoát được bàn tay của nó. Lúc này anh tóc vàng trèo được lên cột cờ, thấy tình hình căng thẳng quá, liều mình chạy trên dây rồi chặt đứt những xúc tua. Thấy anh thổi kèn đang bị tóm lên phía trên, liền nhặt ngọn giáo phi xuyên qua da thịt, thành công cứu được anh ta. Nhưng tiếng kèn đã làm nó khó chịu hơn, tấn công càng mãnh liệt. Những xúc tua đuổi bắt không ngừng, anh tóc vàng trượt mình vừa lấy cây giáo, chạy nhanh qua những chướng ngại vật, bật mình phi cây giáo cắm thẳng vào đầu con thủy quái, khiến nó đau đớn ngã ngửa ra, nhưng không quên dùng xúc tua đánh bay anh tóc vàng xuống biển. Liệu anh ta có thể sống sót được không? Bạn hãy cùng Tèn theo dõi phần tiếp theo nhé! Con quái thú từ dưới biển sâu lao lên, ngậm anh tóc vàng vào trong miệng, định nuốt chửng anh trai nhưng không thành, nó quay mình dìm anh tóc vàng xuống biển. Anh trai cố gắng bơi lên thì bị xúc tua bắt lại, hất bổng lên không trung rồi lấy đầu tấn công. Anh trai vật lộn với nó một lúc thì suýt chui vào mồm. Gã thuyền trưởng thấy bất ổn ra sau thuyền lấy cái thương dài, anh tóc vàng dùng con dao găm cắm mạnh vào mồm nó. Con quái thú đau đớn quằn quại hất bay anh trai ra xa. Lợi dụng sơ hở, gã thuyền trưởng nhảy từ trên cao, ra đòn chí mạng đâm thẳng vào tim con quái thú, khiến nó nổi bồng bềnh trên nước, rồi dần dần chìm xuống biển sâu. Gã thuyền trưởng bơi tới chỗ cái sừng, ra sức mà cưa lấy chiến lợi phẩm, mà không biết được nguy hiểm đang rình rập mình. Vừa cưa xong chiếc sừng định bơi lên, lúc này một cái xúc tua đã bắt được chân thuyền trưởng, mặc cho hắn ta vùng vẫy nhưng vẫn bị kéo xuống. Rất may anh tóc vàng đã kịp thời cứu chữa, không thì phải đổi mạng với con quái thú rồi. Một cô bé tóc xù đang cho một con thú nhìn rất cute hột me ăn, trông nó ăn nhìn có đáng yêu không kìa. Cô bé bế con thú màu xanh lên rồi âu yếm nó. Đang chuẩn bị bước đi về thì dẫm phải thứ gì đấy, nhìn xuống chân hóa ra là trứng của một con nào đó, cô bé lại đang đứng trên tổ của nó. Lúc này anh tóc vàng đi đến, nào hãy đứng yên ở đấy đợi chú đến giúp. Anh ta khéo léo đi qua những quả trứng, cháu lên vứt con thú màu xanh kia đi. Nó sẽ làm chúng ta thêm bấn vào người mà thôi, nhưng cô bé tóc xù không muốn như vậy, lằng lặc muốn giữ nó. Ông chú thì nói vô vàn lý do để từ chối. Chú nhìn này có cute không hả? Vừa dứt lời anh tóc vàng giật lấy nó đáp vào trong rừng sâu, rồi bế bổng đứa cháu lên. Cô bé không hài lòng với cách cư xử của ông chú. Anh tóc vàng vẫn miệt mài giải thích, nhưng đi đứng thế nào lại dẫm vào quả trứng trên đường, rồi giật mình đi lùi về phía sau, khiến những quả trứng bắt đầu nở rộ ra. Bọn chúng vừa sinh đã ngoặc cái mồm ra được ngay, tiếng hét vang cả khu rừng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Vừa nhấc cái chân ra khỏi quả trứng, một con sư tử biển chui ra nó gào thét, rồi hàng loạt là những anh em của nó với cái mồm cũng không kém gì. Hai chú cháu mặt cứ ngây ra không biết phải làm sao, giờ chỉ có chạy là thượng sách thôi, ấy thế mà vắt chân lên cổ chạy rồi mà không lại. Hai chú cháu bị đám sư tử biển nhảy vào, bọn chúng lầm tưởng đây là bố mẹ nó, tha hồ mà thơm lấy thơm để, nhưng trong rừng lại có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh. Vừa ra khỏi đó nó gầm lên một tiếng lớn, hai chú cháu thấy vậy sợ hãi thu đồ mà tẩu thoát, rồi dùng hết sức đẩy con thuyền nhỏ ra xa. Nhưng con sư tử mẹ biển vẫn dí theo sau không dừng, cô bé tóc xù không cẩn thận còn ngã xuống, đẩy mãi mới ra được biển thì cô bé thấy gì đó sai sai. Quay ra nhìn ông chú thì vẫn thấy một con nhỏ bị mắc kẹt sau lưng, liền lập tức vứt nó lại thì con mẹ mới không đuổi nữa, hai chú cháu thoát nạn trong gang tấc. Liệu rằng ông chú có thể đưa cháu gái thoát khỏi nơi này an toàn hay không? Bạn hãy cùng Tèn đón xem phần tiếp theo nhé!
vừa trèo ra biển lớn chưa được xa hai chú cháu đã gặp biến cố. Một con cua khổng lồ đang dùng cái càng to lớn gắp cái thuyền lên, cô bé tóc xù bị rơi xuống biển. Còn ông chú đang bị nó đưa vào cái mồm đầy răng lanh, anh tóc vàng vội lấy mái chèo ra chống đỡ, nhưng cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Không thể chống cự nó đang nuốt mình vào, đột nhiên lúc này một con quái thú màu đỏ xuất hiện, con cua tím sợ hãi nhả ông chú trong miệng ra. Nó gầm lên một tiếng lớn như muốn quyết chiến một trận sống còn, rồi ngay lập tức dùng cái sừng của mình tấn công, cô bé tóc xù bị mắc kẹt trên người con cua cứ thế mà trượt dài. Anh tóc vàng cố gắng trèo cái thuyền ra lấy ngọn giáo, sau đó con quái thú màu đỏ tấn công dồn dập, khiến con cua tím chỉ biết né tránh, rồi sau đó tìm cơ hội mà chạy trốn. Theo bạn ai sẽ giành được trận thắng, có con quái thú nào phải bỏ lại mạng mình hay không? Bạn cùng Tẻm hãy đón xem phần tiếp theo nhé! Vừa trèo ra biển lớn chưa được xa hai chú cháu đã gặp biến cố, một con cua khổng lồ đang dùng cái càng to lớn gắp cái thuyền lên, cô bé tóc xù bị rơi xuống biển. Còn ông chú đang bị nó đưa vào cái mồm đầy răng lanh, anh tóc vàng vội lấy mái chèo ra chống đỡ, nhưng cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Không thể chống cự nó đang nuốt mình vào, đột nhiên lúc này một con quái thú màu đỏ xuất hiện, con cua tím sợ hãi nhả ông chú trong miệng ra. Nó gầm lên một tiếng lớn như muốn quyết chiến một trận sống còn, rồi ngay lập tức dùng cái sừng của mình tấn công, cô bé tóc xù bị mắc kẹt trên người con cua cứ thế mà trượt dài. Anh tóc vàng cố gắng trèo cái thuyền ra lấy ngọn giáo, sau đó con quái thú màu đỏ tấn công dồn dập, khiến con cua tím chỉ biết né tránh, rồi sau đó tìm cơ hội mà chạy trốn. Theo bạn ai sẽ giành được trận thắng, có con quái thú nào phải bỏ lại mạng mình hay không? Bạn cùng Tẻm hãy đón xem phần tiếp theo nhé! Vừa trèo ra biển lớn chưa được xa hai chú cháu đã gặp biến cố, một con cua khổng lồ đang dùng cái càng to lớn gắp cái thuyền lên, cô bé tóc xù bị rơi xuống biển. Còn ông chú đang bị nó đưa vào cái mồm đầy răng lanh, anh tóc vàng vội lấy mái chèo ra chống đỡ, nhưng cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Không thể chống cự nó đang nuốt mình vào, đột nhiên lúc này một con quái thú màu đỏ xuất hiện, con cua tím sợ hãi nhả ông chú trong miệng ra. Nó gầm lên một tiếng lớn như muốn quyết chiến một trận sống còn, rồi ngay lập tức dùng cái sừng của mình tấn công, cô bé tóc xù bị mắc kẹt trên người con cua cứ thế mà trượt dài. Anh tóc vàng cố gắng trèo cái thuyền ra lấy ngọn giáo, sau đó con quái thú màu đỏ tấn công dồn dập, khiến con cua tím chỉ biết né tránh, rồi sau đó tìm cơ hội mà chạy trốn. Theo bạn ai sẽ giành được trận thắng, có con quái thú nào phải bỏ lại mạng mình hay không? Bạn cùng Tẻm hãy đón xem phần tiếp theo nhé! Một con cua khổng lồ lùi mình lên mỏm đá, con quái thú đỏ đuổi sát theo sau, dùng cái sừng mà cày nát đá sỏi, cô bé tóc xù ôm chặt vào chân mặt mũi tái mét, lợi dụng thời cơ đã đến. Con cua lao mình xuống biển dùng càng kẹp lấy sừng con quái thú, khiến nó đau đớn gào thét, bọn chúng cứ thế giằng co nhau, cô bé tóc xù thấy vậy liền đứng dậy chạy đi. Anh trai tóc vàng vớ lấy ngọn giáo định giúp con quái thú, nhưng nhìn bọn nó vật lộn nhau thế này không biết giúp kiểu gì, lúc này cô bé tóc xù chạy tới nhảy lên mắt con cua khổng lồ. Kéo nó ngã ngửa ra thì bị rơi xuống biển. Anh tóc vàng thấy điểm yếu của con cua tím, liền phi mũi giáo cắm thẳng vào người, khiến nó loay hoay mà không thể lấy được ra. Giờ thì tới câu chuyện với con quái thú rồi, nó há cái mồm rộng ra ngoạm một cái, rồi quăng con cua ra biển lớn, sau đó đứng đấy mà gầm gừ cho nó bỏ chạy. Anh tóc vàng trèo thuyền đi tìm cô bé, nhưng nhìn quanh không thấy đâu cả. Rất may con thú cute đã cứu được tóc xù, ông chú kéo đứa cháu lên nhìn chiều mến. Một con cua khổng lồ lùi mình lên mỏm đá, con quái thú đỏ đuổi sát theo sau, dùng cái sừng mà cày nát đá sỏi, cô bé tóc xù ôm chặt vào chân mặt mũi tái mét, lợi dụng thời cơ đã đến. Con cua lao mình xuống biển dùng càng kẹp lấy sừng con quái thú, khiến nó đau đớn gào thét, bọn chúng cứ thế giằng co nhau, cô bé tóc xù thấy vậy liền đứng dậy chạy đi. Anh trai tóc vàng vớ lấy ngọn giáo định giúp con quái thú, nhưng nhìn bọn nó vật lộn nhau thế này không biết giúp kiểu gì, lúc này cô bé tóc xù chạy tới nhảy lên mắt con cua khổng lồ. Kéo nó ngã ngửa ra thì bị rơi xuống biển. Anh tóc vàng thấy điểm yếu của con cua tím, liền phi mũi giáo cắm thẳng vào người, khiến nó loay hoay mà không thể lấy được ra. Giờ thì tới câu chuyện với con quái thú rồi, nó há cái mồm rộng ra ngoạm một cái, rồi quăng con cua ra biển lớn, sau đó đứng đấy mà gầm gừ cho nó bỏ chạy. Anh tóc vàng trèo thuyền đi tìm cô bé, nhưng nhìn quanh không thấy đâu cả. Rất may con thú cute đã cứu được tóc xù, ông chú kéo đứa cháu lên nhìn chiều mến.
Sau khi trận chiến kết thúc, cô bé tóc xù đứng lên thuyền ngỏ ý muốn làm quen với quái thú. Cậu nhìn này, bạn này có cute không hả? Rồi cô bé còn đưa lên hai loại quả. Để có chút thành ý cảm ơn chuyện vừa rồi, nhưng con quái thú chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi, khiến cô bé mặt mũi buồn thiu. Ông chú thì cứ ngồi đó nói luyên thuyên gì đấy. Lúc này tóc xù cúi mình định lấy xô nước, thì quái thú từ dưới biển nổi lên, đẩy ông chú và đứa cháu gái lên lưng. Nhìn từ trên cao, con quái thú như cái tàu ngầm hạng nặng vậy. Nó đang giúp mọi người đi vào đất liền. Cô bé tóc xù thích thú đứng trên lưng hét lớn: "Chú ơi, nhìn này, mọi thứ thật tuyệt phải không?" Anh tóc vàng buộc dây vào mình, rồi nhảy xuống chào hỏi. Nhưng ánh mắt của nó chả thèm quan tâm. Anh ta muốn quái thú di chuyển về hướng khác, nhưng càng nói chỉ tốn thêm nước bọt mà thôi, lại phải để đứa cháu gái ra tay. Cô bé từ từ đi xuống bên kia, chào hỏi nhẹ nhàng rồi quay mình hướng ra biển. Tóc xù đưa mình về phía bên trái, con quái thú hiểu ý rẽ sang ngay. Đúng rồi đó cô bạn ơi. Rảnh rỗi không có việc gì làm, ông chú lấy ngọn giáo tập thể dục cho nó khỏe, còn đứng trên lưng con quái thú phi giáo xuống. Định làm mấy con cá ăn cho lại sức, nhìn trông phi thì tự tin lắm nhưng toàn trượt, cây cú phi lấy phi để mà cũng không được, làm con quái thú nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Ông chú ngại quá liền giải thích rằng cá ở đây nó khôn thật đấy. Lúc này quái thú bơi quanh một vòng, đàn cá cứ thế mà bị cuốn theo nó, từng này cá có mà ăn cả năm cũng không hết được. Tóc xù nhanh tay còn bắt được cơ mà, mấy chú chim biển cũng được ăn ké vài con. Buổi chiều đến trên lưng con quái thú toàn là xương cá. Con thú cute được một bữa lo kềnh, khiến nó đi lại còn gặp khó khăn. Vừa xuống bờ, ông chú sĩ diện thể hiện sức mạnh, định bẻ gãy ngọn giáo nhưng mà sao quê quá trời. Rồi dùng sức đập mạnh vào đá bị nó hất ngược lại, tí nữa thì mất hàm răng mà ăn cháo luôn. Nhưng giờ đến lúc phải chia xa hai người bạn biển khơi. Tóc xù không muốn như vậy, cô bé chạy đến ôm quái thú đỏ âu yếm: "Tớ sẽ rất nhớ bạn đấy, hãy bảo trọng nhé." Nhưng không ngờ lại sắp có chuyện xảy ra. Cô bé tóc xù đang ôm quái thú rất tình cảm, thì đột nhiên nó đánh hơi có mùi lạ, ở sâu trong rừng đang ẩn láu thứ gì đấy. Con quái thú lập tức di chuyển vào phía trong. Ở đây lại phát hiện ra một con thuyền chiến rất lớn. Con quái thú với vẻ mặt hung tợn như nhìn thấy kẻ thù, mặc kệ cho hai chú cháu đang can ngăn, nhưng nó không có ý định dừng lại. Phía trong lính canh đã nhìn thấy con quái thú, lấy súng tấn công ngay. Nó cứ thế lao nhanh về cái thuyền, hai chú cháu đuổi theo để cản bước nhưng không thành. Thuyền trưởng phát lệnh tấn công khẩn cấp, hàng loạt đạn pháo lã về phía con quái thú. Mặc kệ đau đớn, nó vẫn xông lên, cô bé tóc xù không màng sợ hãi vẫn bám đuổi theo. Không may đạn pháo đã bắn trúng, quái thú cắm thẳng đầu mình vào đám lính, bơi thật nhanh đến cái thuyền lớn, đạn pháo vẫn bắn ra như mưa, nó đâm cái rầm làm tan nát con thuyền, khiến nó đứt đôi chìm bìm xuống biển. Nhưng con quái thú sắp phải đối diện với kẻ đi săn mạnh hơn rất nhiều, liệu nó có thể bị bắt lại hay không? Bạn hãy cùng đón xem phần tiếp theo nhé! Kẻ đi săn rất mạnh mà con quái thú sắp phải đối mặt là gã thuyền trưởng mắt chột, nhưng nó chẳng hề sợ hãi còn gầm gừ thách thức. Ông chú vội đỡ cô bé tóc xù ngồi lên, rồi nhìn về phía con quái thú đang bơi ra biển lớn. Thuyền trưởng ra lệnh đổ thuốc độc vào mũi tên sắt, con quái thú lao nhanh về cái thuyền, gã thuyền trưởng một tay lắm vào kíp nổ, tay kia cầm đồng hồ chờ thời cơ chính xác. Con quái thú lặn xuống mặt nước, với kinh nghiệm của mình thuyền trưởng vẫn đang chờ con mồi ngoi lên. Vừa mới ló mặt khỏi biển thì thuyền trưởng giật kíp nổ, đại pháo phóng ra mũi tên sắt, với hỏa lực rất mạnh nó cắm thẳng vào người con quái thú, khiến nó không thể chống đỡ mà ngã gục xuống biển. Gã thuyền trưởng thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong hoàng cung đang chờ tin tốt từ biển khơi, thì thuyền trưởng đã kéo được con quái thú về trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nó được buộc chặt với nhiều dây thừng lớn, cô bé tóc xù thì đang miệt mài cắt nó đi. Hoàng hậu rất hoan nghênh về chiến tích vừa rồi, thuyền trưởng thì đang huênh hoang, vừa đi vừa nói trên người con quái thú, nhưng có ánh mắt đang dõi theo hắn ta, lại sắp có biến xảy ra. Gã thuyền trưởng vừa đi vừa kể về những chiến tích của mình, để thêm phần kịch tính, hắn ta giơ cao ngọn giáo định đâm vào người con quái thú. Lúc này anh tóc vàng đứng ra can ngăn: "Muốn gì thế chàng trai trẻ, ông không thể làm thế với nó, cứ như thế này sẽ không có hồi kết đâu." Nhưng gã thuyền trưởng muốn hư danh đã bỏ ngoài tai rồi: "Vậy hãy làm một trận để quyết định đi cậu nhóc." Hắn ta lập tức lao vào tấn công, chém trên chém dưới khiến anh tóc vàng chỉ biết chống đỡ, rồi nhanh chân đạp cho một phát khiến anh trai nằm gục xuống. Gã thuyền trưởng định vung đao kết liễu, rất may anh tóc vàng dùng con dao nhỏ đỡ được, định phản công nhưng lại bị đánh ngã xuống biển. Người dân rất hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Cô bé tóc xù với con dao nhỏ cắt mãi không đứt được dây, đột nhiên nữ tặc xuất hiện. Cô ta cảm động về những việc mà tóc xù làm, nên đã chặt đứt dây để giải cứu con quái thú. Vừa thoát khỏi được nó đã muốn đứng dậy để trả thù, nhưng vẫn còn ngấm thuốc đã ngã xuống ngay. Chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo đây? Bạn hãy cùng tèm đón xem phần tiếp theo nhé!
Hoàng hậu vô cùng hoảng hốt ra hiệu lệnh tấn công quái thú, hàng loạt pháo hạng nặng được đẩy ra, nhưng con quái thú vẫn không thể đứng lên được, nó đổ cái rầm xuống mặt đất. Còn gã thuyền trưởng đang trèo lên lấy ngọn giáo, con quái thú nhìn thấy vậy liền bơi nhanh về đấy, thuyền trưởng vừa cầm được ngọn giáo thì bị nó đâm vào hất bổng người lên. Giờ thì làm gì có cơ hội nào sống sót nữa, nó đang há cái miệng to để đớp miếng, thì bị cô bé tóc xù đứng ra ngăn lại, thôi nào cô bạn dừng lại đi. Anh tóc vàng đi đến nhặt ngọn giáo, giơ nó lên cao rồi hét lớn, hòa bình muôn năm, lấy hết sức bẻ đôi ngọn giáo trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh trai muốn dùng hành động này để cảm hóa con quái thú, cuối cùng nó cũng hiểu ra mọi vấn đề, trả thù lẫn nhau thì đến bao giờ mới có hồi kết, rồi nó cúi người xuống đón hai chú cháu lên. Nhà vua lúc này mặt cắt ra không còn giọt máu nào, cô bé tóc xù đứng lên nói với toàn dân thiên hạ, hãy sống trong hòa bình đừng hại lẫn nhau nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Mọi người đều hưởng ứng việc này, cuối cùng hai chú cháu rời đi với con quái thú, tiếp tục những hành trình đi thám hiểm.